Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với Lâm Đồng về dự án luật thanh niên. Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Tìm giải pháp tránh thất thu từ tour du lịch giá rẻ. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục công tác thẩm tra dự án luật thanh niên sửa đổi, sáng nay 28 tháng 3, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện luật thanh niên. Cùng tham gia đoàn giám sát có ông Trương Minh Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với đoàn. Luật thanh niên được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 11 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Trên cơ sở luật thanh niên và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Trong đó đã tổ chức hơn 300 buổi học tập, nghiên cứu, quán triệt luật thanh niên. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong học tập lao động. Cụ thể, hỗ trợ sinh viên vay vốn phục vụ học tập, sản xuất, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, tư vấn giải quyết cho hơn 5.000 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, triển khai thực hiện đề án tuyển chọn tri thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, tăng cường về là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thuộc tỉnh đến hết năm 2018. Qua hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện luật thanh niên, cho thấy việc ban hành luật thanh niên là cần thiết, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến thanh niên, nhận thức của các cấp các ngành về vai trò của thanh niên được nâng lên. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về tình hình thực hiện công tác thanh niên cũng như các chương trình hỗ trợ thanh niên theo nhiệm vụ chuyên môn của từng sở ngành của tỉnh, như triển khai hỗ trợ học bổng cho thanh niên học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, việc miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện hộ nghèo khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số, con thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, triển khai nâng cấp mở rộng nhiều thiết chế văn hóa thể thao phục vụ thanh niên, các chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Lâm Đồng luôn dành sự quan tâm đến sự phát triển của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Với sự chung tay của các cấp các ngành, công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nhất định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa mong muốn, thông qua các vấn đề ở thực tế và kiến nghị của địa phương, sẽ góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo luật thanh niên sửa đổi trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng đến công tác thanh niên và triển khai luật thanh niên. Với những tồn tại và kiến nghị tỉnh Lâm Đồng đưa ra, đoàn giám sát sẽ ghi nhận và làm cơ sở để hoàn thiện dự án luật thanh niên sửa đổi. Được biết Lâm Đồng là địa phương cuối cùng trong đợt thẩm tra của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về dự án luật thanh niên sửa đổi sau Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, chiều nay khối thi đua các cơ quan đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự. Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2018, khối thi đua các cơ quan đảng đã đề ra 7 phong trào thi đua. Bằng sự đoàn kết đồng thuận cao của các thành viên trong khối đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn khối được quán triệt, học tập, nghiên cứu và nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có bản cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong khối giữ vững các danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, ôn lại truyền thống, thăm hỏi động viên cán bộ, công chức, viên chức, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa các đơn vị. Về công tác xã hội, trong năm, khối thi đua các cơ quan đảng đã tổ chức được 2 đợt
trao 250 suất quà cho người dân nghèo ở Đam Rông và trao 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên. Dựa trên những kết quả đạt được của năm 2018, các thành viên trong khối các cơ quan đảng đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 6 nội dung trọng tâm, như phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đảng, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng phong trào học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho các cán bộ, viên chức, công chức, người lao động, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi và rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn khối. Dịp này, các thành viên trong khối đã bầu ban tổ chức tỉnh ủy giữ vai trò khối trưởng năm 2019 và tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Sáng nay 28 tháng 3, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị ký kết thi đua năm 2019. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến dự. Tại hội nghị, các thành viên trong khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung trọng tâm như phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong khối, 80% đoàn viên, hội viên được quán triệt, học tập và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh, nâng chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, v.v. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao những đóng góp của các thành viên trong khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Để phát huy thế mạnh của từng đơn vị, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy mong muốn khối thi đua sẽ có những mô hình hay, những công trình đặc sắc để mang lại những giá trị thụ hưởng cao cho nhân dân trong tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tăng cường mối đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị thông qua các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 3 đơn vị trong khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Lâm Đồng trên 59.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp nông thôn. Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Tính đến nay, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt 59.000 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank dư nợ đạt trên 11.000 tỷ. Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 trên 12.000 tỷ, Vietinbank trên 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng, kết quả cho vay tại 117 xã xây dựng nông thôn mới dư nợ trên 2.500 tỷ. Theo đánh giá, nhiều chính sách chương trình tín dụng tại các khu vực nông nghiệp nông thôn được triển khai nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tái canh cà phê, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, qua đó không chỉ góp phần nâng cao nguồn thu nhập của người dân tại các khu vực nông thôn mà còn xây dựng ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững. Tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Đây cũng là phong trào lớn mang nhiều ý nghĩa được các cơ sở đoàn trong tỉnh thực hiện trong nhiều năm qua, trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Lâm Đồng. Trong những ngày này, các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện, ra quân bảo vệ môi trường, lại được tuổi trẻ trong tỉnh tổ chức đồng loạt, mang lại những ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Thăm khám bệnh và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng là việc làm thường xuyên được các bạn trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Việc làm ý nghĩa này được tuổi trẻ trong khối coi đó là trách nhiệm thiêng liêng, trân trọng những đóng góp lớn lao của các mẹ đã hiến dâng những người con cho nền độc lập dân tộc. Và cũng từ sự quan tâm này đã góp phần làm ấm lòng các mẹ, xoa dịu những mất mát đau thương, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe hơn.
Đến đông thì mẹ thấy vui mừng lắm, thì coi như là nhà đảng và nhà nước cũng quan tâm đến các cái gia đình chính sách như thế là mẹ cũng phấn khởi. Nhất cái đội ngũ thanh niên thì vào đây không biết là mấy lần mẹ quên rồi, nhưng mà đông mẹ cũng thích lắm, mẹ càng vui dọn. Thấy các con, các cháu nó đến thì thấy là phấn khởi lắm. Trong khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng thì có cụm đoàn y tế. Đấy, cụm đoàn y tế thì thế mạnh là công tác chuyên môn, công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe. Hàng năm toàn khối đều tổ chức 3 đến 4 đợt công tác xã hội nhằm khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, cũng như là những cái dịp lễ Tết, đấy, những ngày truyền thống của đoàn, của đảng và của nhà nước, thì đoàn khối đều tổ chức những cái đoàn công tác đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, đấy, để thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh, người thân, gia đình cho Tổ quốc và cho xã hội. Nêu cao ý nghĩa cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Giọt máu đào trao niềm hy vọng. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang trở thành phong trào trọng tâm của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân đạo cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong nhiều năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả, trở thành lực lượng chính tham gia hiến máu. Năm 2019, tỉnh đoàn Lâm Đồng vận động đoàn viên thanh niên hiến 1.200 đơn vị máu để góp phần cứu sống người bệnh. Khi mà mình có sức trẻ, mình còn cống hiến được thì tụi em luôn sẵn sàng cống hiến và tụi em góp những cái sức lực nhỏ bé, ví dụ như mình không có tiền, không có vật chất thì mình sẽ góp cái tinh thần nhiệt huyết của mình ạ. Màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc, có mặt trên hầu khắp các nẻo đường, từ nông thôn đến thành thị, từ trung tâm xã đến các bản vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Không quản ngại gian khổ, khó khăn, với lòng nhiệt huyết, các bạn trẻ tích cực tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Nổi bật đó là hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng mô hình làng xã sáng, xanh, sạch đẹp, tham gia trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế, tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Từ chủ đề hoạt động của năm với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tỉnh đoàn Lâm Đồng hướng đến mục tiêu của tháng thanh niên năm 2019 là trồng mới 2.000 cây xanh, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 500 đoàn viên thanh niên, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân, xây mới 5 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tất cả những công việc này đều thể hiện sự quyết tâm của các bạn trẻ. Đối với đoàn thanh niên học viện thì cũng có một cái quyết tâm, một khí thế rất là cao đối với hoạt động tháng thanh niên, đặc biệt là đối với các đoàn viên thanh niên trong học viện. Ngoài cái phối hợp tham gia với tỉnh đoàn thì đoàn thanh niên học viện cũng tổ chức rất là nhiều các hoạt động trong tháng thanh niên. Đây cũng là một cái nội dung mà để cho đoàn viên thanh niên vừa giáo dục về cái truyền thống, đồng thời là cũng tăng cường cái công tác phối hợp với lại các tổ chức đoàn trên địa bàn để tổ chức tốt các hoạt động. Đối với này cái lĩnh vực xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thì nó khá là rộng, và công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu là một cái lĩnh vực nhỏ trong đó. Ở trong đó thì đoàn viên thanh niên còn tham gia rất là nhiều các cái hoạt động liên quan đến việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên quan đến việc tình nguyện hiến máu nhân đạo, và liên quan đến việc là đảm nhận các cái công trình phần việc thanh niên mang tính xung kích tình nguyện hoàn toàn của thanh niên gắn với cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Từ thực tiễn cho thấy, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Điều đó không chỉ thể hiện vai trò, sự nhiệt huyết, đam mê cống hiến của tuổi trẻ, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Sáng nay 28 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Thống nhất kiện toàn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.
đồng thời phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức công đoàn với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, nhà văn hóa lao động với 3 nội dung chính về đổi mới, sáng tạo và hiệu quả và 6 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị báo cáo viên công đoàn quý 1 năm 2019 với các nội dung trọng tâm như chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Lâm Đồng, chương trình nâng cao hiệu quả, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn Lâm Đồng vững mạnh toàn diện giai đoạn 2018-2023. Chuyên đề giới thiệu tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện Lạc Dương vừa tổ chức ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Lào huyện khóa 1 nhiệm kỳ 2019-2024. Chi hội có 18 hội viên là những người từng công tác tại nước bạn Lào, tự nguyện tham gia hội nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị, hỗ trợ hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử những thành tựu của Lào đến nhân dân huyện Lạc Dương, đồng thời giới thiệu về Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng đến nhân dân nước bạn Lào. Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Lào huyện Lạc Dương đã bầu ban chấp hành gồm 5 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Quang Nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, được bầu làm chi hội trưởng khóa 1, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau 10 ngày tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019 do Hội Văn học nghệ thuật hai tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình phối hợp cùng nhà sáng tác Đà Lạt tổ chức đã bế mạc sáng nay 28 tháng 3. Các văn nghệ sĩ hai tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ đã chia làm 4 nhóm sáng tác kịch bản múa, mỹ thuật, văn học và nhiếp ảnh với các chủ đề xoay quanh con người và cảnh vật Đà Lạt và tình yêu quê hương đất nước. Kết thúc trại sáng tác văn học nghệ thuật lần này, Hội Văn học nghệ thuật của hai tỉnh có trên 60 tác phẩm văn học, bao gồm thơ, kịch, tiểu thuyết, bút ký, 12 tác phẩm mỹ thuật, 6 tác phẩm âm nhạc, 8 tác phẩm nhiếp ảnh và 7 tác phẩm kịch bản múa. Thông qua trại sáng tác là dịp để các văn nghệ sĩ nhiếp ảnh gia của tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cùng giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời phản ánh các giá trị văn hóa, cuộc sống, con người và khung cảnh của thành phố Đà Lạt ngàn hoa và ghi nhận lại hơi thở cuộc sống đương đại. Sáng nay 28 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2019. Tham dự giải có gần 200 vận động viên đến từ 24 đoàn trong toàn quốc tham gia tranh tài ở hai nhóm tuổi từ 13 đến 14 tuổi và 15 đến 16 tuổi ở 8 hạng cân từ 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 61kg, 67kg và 73kg của nội dung nam và nữ. Theo ban tổ chức, đây là giải đấu quy tụ đông vận động viên nhất từ trước đến nay, đặc biệt có sự tham gia của nhiều đơn vị cử tạ mạnh, được đầu tư bài bản như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bình Phước. Riêng đơn vị Lâm Đồng tham gia giải lần này với 8 vận động viên, trong đó có nhiều vận động viên giành nhiều thứ hạng cao tại các giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia, hứa hẹn sẽ mang đến cho giải đấu sự hấp dẫn, kịch tính trong cạnh tranh huy chương. Là giải đấu được tổ chức thường niên, thông qua giải Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam mong muốn kiểm tra đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ của các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, từ đó phát hiện và tuyển chọn những gương mặt trẻ xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển cử tạ quốc gia tham dự các giải vô địch cử tạ trẻ trong khu vực và quốc tế. Giải sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 3 và kết thúc vào ngày 1 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Sau năm 2024, không được nhập nhựa phế liệu để tái chế. Tìm giải pháp tránh thất thu từ tour du lịch giá rẻ. Nhựa phế liệu chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản 2227 của Văn phòng Chính phủ vừa được ban hành về việc xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất,
Mặt khác, Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xem xét cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cả nước đang tồn đọng 21,5 nghìn container phế liệu tại các cảng biển. Trước hàng loạt bất cập tiêu cực từ tour du lịch giá rẻ, hay còn gọi là tour không đồng mà báo chí đã phản ánh, thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đoàn công tác liên bộ của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã đi nắm bắt thực trạng này tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và Khánh Hòa. Những địa phương tăng trưởng mạnh về khách quốc tế, trong đó có khách Trung Quốc. Ở Khánh Hòa, nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đã được tỉnh và các sở ngành nêu ra để kiến nghị Chính phủ có giải pháp tháo gỡ, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách từ các tour du lịch giá rẻ. Tại buổi làm việc mới đây với đoàn công tác liên bộ của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa đưa ra quan điểm không phân biệt khái niệm giá rẻ hay giá đắt trong làm du lịch. Tuy nhiên, nguồn thu mang lại phải tương xứng với lượng khách đón và phải đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh không vi phạm pháp luật. Hiện lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa tập trung ở 3 thị trường chính: Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Tour giá rẻ xảy ra chủ yếu ở thị phần khách Trung Quốc. Theo thống kê của Sở Du lịch năm 2018, khách Trung Quốc đạt gần 1,9 triệu lượt, tăng gần 54% so với năm 2017. Thời gian lưu trú gần 5 ngày với mức chi tiêu bình quân chuyến đi trên 583 đô la Mỹ. Trung bình mỗi ngày khách Trung Quốc chi tiêu 117,67 đô la Mỹ, trong đó tiền thuê phòng chiếm 20%, ăn uống chiếm 22%, mua hàng hóa, quà lưu niệm chiếm 19%, tham quan chiếm 16%, còn lại là chi tiêu khác. Hầu hết các tour đón khách Trung Quốc bán vé máy bay, phí tour rất rẻ, gần như cho không, nhưng sẽ tận thu từ việc ăn uống mua sắm của khách. Vì thế, những chuỗi cửa hàng khép kín mọc lên, kinh doanh thương mại du lịch giá rẻ diễn biến phức tạp, công tác quản lý nhà nước không theo kịp, nhất là việc giao dịch thanh toán trực tuyến, kê khai và nộp thuế. Nên những chỗ bán hàng chúng ta, bán hàng là chỉ bán hàng chuyên cho khách đó thôi, không bán hàng khác. Một cây gối mua ở đây có thể là chỉ có 30 nghìn, hoặc bán 3 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Thì nó nảy sinh ra một vấn đề ở đây là họ sẽ đẻ ra là hộ kinh doanh. Mặc dù xây lên một cái tòa nhà, cái shop bán hàng rất lớn như thế, nhưng có 5-7 hộ kinh doanh thực chất cũng là chỉ một người. Nhưng mà đăng ký hộ kinh doanh ra để nhận thuế khoán, nó làm như thế. Đăng ký nhận thuế khoán để không cần phải khai báo đầu vào là bao nhiêu, mà đầu ra là tôi chỉ nên biết và tôi bán lại khách đấy. Và một khách như vậy là tôi sẽ ăn hoa hồng bao nhiêu và chiết khấu bao nhiêu là tôi ăn vậy. Và phải, tiền này phải trả hoa hồng cho dẫn tour, tiền này phải trả hoa hồng cho cái công ty du lịch lữ hành. Hành vi mà thanh toán qua máy bot trái phép đó rất là khó phát hiện. Theo quy định, những vị thanh toán qua máy bot phải có hợp đồng thanh toán với ngân hàng được phép. Nhưng mà hiện nay thì các đơn vị này lại sử dụng các máy bot cầm tay rất là nhỏ. Và khi phát hiện có đoàn kiểm tra đến thì các đơn vị này ngay lập tức là cất giấu. Do đó thì chúng tôi không phát hiện được hành vi này. Vấn đề thứ hai nữa là thanh toán qua mã phản hồi nhanh QR code đó, giữa người bán hàng và người mua hàng đó, thanh toán thông qua điện thoại di động cầm tay và không lưu lại chứng từ hay bất cứ hóa đơn nào. Do đó mà khi mà phát hiện, nếu mà có phát hiện thì người ta sẽ tẩy xóa tất cả. Tại buổi làm việc, tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị đoàn công tác tham mưu Chính phủ cần có biện pháp quản lý được dòng tiền mới kiểm soát được doanh thu, thuế cũng như chất lượng sản phẩm, hàng hóa bán cho du khách. Vấn đề ở đây là quản lý được dòng tiền. Việc này là Khánh Hòa đã báo cáo với Thủ tướng rồi. Mà quản lý được dòng tiền thì ta kiểm soát được doanh thu. Từ doanh thu ta tính ra thuế thôi. Nhưng bây giờ là nó không, bên phía ngân hàng không kiểm soát được cái dòng tiền này qua biên giới, cho nên là không làm gì được. Kể cả câu chuyện book, không phải chỉ bán hàng đâu các ông chí, bán phòng cũng thế. Bán phòng cũng bán từ bên kia cơ. Tất cả các mặt hàng mà phục vụ khách du lịch gần như không nằm trong danh mục quản lý nhà nước về sản phẩm. Tôi nói ví dụ như là các ông chí hay vào đây gọi trầm ấy. Thế xong rồi tôi kiểm tra trầm thì nó đổi sang là gỗ tẩm hương liệu. Nhưng mà ra ngoài kia Bộ Nông nghiệp trả lời không nằm trong danh mục quản lý. Thế thì không nằm trong danh mục quản lý thì mình xử lý thế nào? Cái hiện tượng là bán hàng, lợi dụng du lịch để bán hàng. Đấy, có hay không? Cái thứ hai là quản lý cái chất lượng hàng hóa bán cho khách như thế nào? Đấy. Thứ ba nữa là
quản lý các hệ thống cửa hàng. Đúng là nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải quản lý cái dòng tiền ra làm sao thì chúng ta mới tính được cái thu như thế nào. Đấy, cái điều rất quan trọng mà hiện nay có thể là trong cái cơ sở pháp lý của chúng ta chưa có những cái biện pháp để quản lý cái này. Đấy, thì tương lai tới chúng tôi cũng sẽ có kiến nghị xem như thế nào. Sau chuyến khảo sát ở Quảng Ninh và Khánh Hòa, đoàn công tác liên bộ sẽ làm việc với thành phố Đà Nẵng, qua đó tổng hợp các vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các địa phương, báo cáo chính phủ về tình trạng, tìm nguyên nhân thất thoát nguồn thu, xác định mức độ thất thoát để có những điều chỉnh về cơ chế chính sách quản lý cho phù hợp. Kiểm soát được tour du lịch giá rẻ sẽ hạn chế thất thu cho ngân sách nhà nước, giúp người dân được hưởng lợi từ hoạt động du lịch, giảm thiểu những rủi ro bất ổn trong kinh doanh loại hình này. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, tập trung công tác nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới ở Lâm Đồng. Sau gần một tháng tiếp nhận và triển khai công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đến thời điểm này, nhiều đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác học tập huấn luyện nhằm thực hiện đúng kế hoạch được giao. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại đại đội huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Học viện Lục quân tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Một buổi luyện tập các bài sử dụng súng trên thao trường của trung đội chiến sĩ mới tại đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, Học viện Lục quân ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Mặc dù thời tiết khá nắng, tuy nhiên trên thao trường không khí học tập rất nghiêm túc. Với chiến sĩ mới Phan Thanh Nguyên, sau gần một tháng tham gia huấn luyện tại đơn vị đã giúp cho em và các đồng đội trưởng thành hơn rất nhiều. Sau một thời gian công tác tại đơn vị, tôi đã dần quen với cuộc sống trong quân ngũ, được sự chăm lo chỉ bảo của các đồng chí thủ trưởng, các đồng chí chỉ huy đại đội, trung đội, khiến tôi rèn luyện được về thể chất và cả tinh thần, giúp tôi được vào kỷ cương, dễ thích nghi với môi trường, cố gắng công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019, trước đó Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã chỉ đạo đơn vị đại đội huấn luyện chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt củng cố mở rộng hệ thống thao trường, bãi tập, nơi ăn ở, học tập sinh hoạt cho chiến sĩ mới, làm mới giáo án bài giảng, mô hình học cụ, đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất cho quá trình huấn luyện. Từ lúc đầu em vô trong đây cảm thấy những điều rất là mới mẻ đối với em. Ở đây có nhiều đồng chí, đồng đội sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng vượt qua những khó khăn, rèn luyện tích cực và tham gia xây dựng để bảo vệ Tổ quốc. Thủ trưởng và các thầy dạy của chúng em ở đây rất là nghiêm, luôn hướng dẫn cho tụi em làm những điều tốt đẹp, luôn chấn chỉnh tụi em trở thành một con người có ích trong xã hội. Theo kế hoạch, trong thời gian 3 tháng, 180 chiến sĩ mới được giao về huấn luyện tại đơn vị sẽ được quán triệt các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng về lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Học viện Lục quân anh hùng, cũng như các bài học về điều lệnh, đội hình, đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, lựu đạn và các bài tập kỹ chiến thuật, hậu cần kỹ thuật. Nhờ xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách khoa học, duy trì chặt chẽ và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, nên theo đánh giá chất lượng huấn luyện trong những ngày đầu tiên tại đơn vị đạt khá cao. Đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ thì đã tiến hành tập huấn để nâng cao về năng lực huấn luyện cũng như quản lý chỉ huy, đã tiến hành làm hệ thống giáo án bài giảng, thực hiện thông qua và thực luyện một cách nghiêm túc. Đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng thì chúng tôi tiến hành bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực về phương pháp quản lý chỉ huy và phương pháp luyện tập sửa tập đối với tiểu đội của mình. Đối với giải pháp đơn vị chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiến hành phân loại các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn là cái thứ nhất. Thứ hai là về năng lực của từng đồng chí chiến sĩ một để có phương pháp phù hợp để đạt kết quả huấn luyện cao nhất. Huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Với những chiến sĩ mới tuổi 18 đôi 10, tuổi đời còn rất trẻ, mang trong mình nhiều khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Những bài học đầu tiên trong môi trường quân đội sẽ là hành trang quý báu, từng bước giúp cho các tân binh trưởng thành hơn trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.